Xe rất là đẹp, Odo 6000. Người ta vào Ford Olin, Hell Rambo. Rồi update nó lên rất là nhiều đồ chơi. Ốc ha, rồi dàn áo, rồi cái cụm tay ga Accento. Xe này 1800 cây số. Chào mọi người nha. Nay quay cho anh em xem cái con R6 này. Thật sự là mình muốn bán, mình quay. Con này là con R6 đời 2003. Thì nó là cái đời giữa chuyển thể từ cái bình xăng con sang hệ thống FI. Có thể nói nó là cái FI thế hệ đầu tiên. Nó vẫn còn xài cái phao dù ở trên á, giống như mấy cái bình ga dù vậy đó. Nhưng mà nó là FI, nó có bét cắm vô. Thì cái con xe này nó hay cái chỗ là xe này mới chỉ Odo 6000 cây. Và được build lại theo dạng ray, không có đèn. Và dàn áo này là dàn áo carbon. Xe rất là đẹp, Odo 6000. Người ta vào Ford Olin, Hell Rambo. Rồi update nó lên rất là nhiều đồ chơi. Ốc ha, rồi dàn áo, rồi cái cụm tay ga Accento. Cái xe nó liền, đồ zin của nó còn đủ, thắng dĩ trước sau còn, thậm chí cộng sên còn luôn. Thì cái xe nếu mà để chân thì anh em có thể không cần phải thay vỏ. Còn nếu mà để chạy, mà cái này mình không bán để chạy, mình bán để anh em trưng. Lý do là cái này giống như coi là một cái mô hình đi. Mô hình mà mình lắp ráp nó lên với mục đích là để trưng bày. Mình lắp ráp lên để mục đích là trưng bày thôi. Đó, còn máy móc của nó nổ rất là ngon lành. Có 6000 cây mà sao không ngon được. Máy cực kỳ êm luôn. Full vàng của bô titan. Giờ tới lip on cho tới bô là đồ xịn. Cái dàn bánh nó rất là nhẹ, cho nên nó mình lên ga nó sẽ có cái quán tính nó quay cái bánh. Thấy không? Anh em thấy không? Thấy không? Thì những cái xe như vậy thì cái vận hành của nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên là từ cái nói chung là nó còn rất là đẹp, đồ nó zin hết. Và nó up lên cái dàn áo ray, full bộ cổ bô với bô. Full bộ cổ bô với bô là ra 30 triệu rồi. Đó. Heo tháng trước M4, còn heo sau là Billet. Đó. Anh em nhìn cái chỗ gác chân của nó còn rất là đẹp nè. Xe 6000 cây nó ra 6000 cây ha. Đó. Đây là con heo zin của nó luôn nè. Bộ gác chân zin theo xe nè, anh em nhìn nó rất là mới. Những con ốc nồi đồ này kia nè. Nó còn mới nguyên luôn á, nó không có cái sự hao mòn do mình xài. Bát bô carbon xịn nè. Cây bô này là bô riêu nha. Thì ông anh mình thích sơn lên vậy đó. Rồi cái đường cổ bô này á, từ cổ này trở lên là đúng nè. Từ cổ này ra thì nó hơi sai, lý do là đi họng to quá. Nhưng mà vấn đề nếu mà mình để chân á, thì hoặc là chạy kiển chơi á, thì cái này nó đẹp. Còn nếu mà nói về hiệu suất á, thì anh em về họng 51. Đó, từ cái cổ lip on này thôi thì sẽ ra họng 51 thôi. Đó, đơn giản mà. Còn ai mà muốn để vầy thì cho nó đẹp thì cứ để vầy. Ha. Miếng che bô carbon xịn. Nói chung là xe này đồ xịn hết à. Đó. Két nước chưa có một cái chỗ dập lá mía luôn. Thì nè, với lại cái nắp xăng cũng là đồ chơi xịn. Thì con xe này mình bán với giá là 128 triệu. Mình bán cho anh em về. Đồ zin nó còn đầy đủ hết từ A tới Z ha. Đồ zin còn nguyên hết. Thì thật sự cuối năm mình cũng muốn để chân chơi, chứ mình không có muốn bán. Nhưng mà
mình kẹt tiền một số thứ thì mình muốn bán đi để mình giải quyết một số thứ, bán cho anh em. Con này giờ rã đồ món cũng lời anh em, hoặc là để trưng bày cái mô hình mà nó đẹp như vậy, nó mới như vậy á, nó vẫn đang vận hành tốt như vậy thì kiếm cũng khó lắm. Phục sau chưa tăng, phục trước còn mới nguyên. Mình nói với anh em là đồ zin của nó còn đủ một thùng cắt tông lớn à, chứ không phải là một con tai nạn mình dọn lại, không phải. Mình lắp ráp từ những cái đồ rất là mới lên à, đó, ví dụ như mâm nè, dàn mâm, mâm sườn lóc đó, mâm nước sơn zin nè, anh em thấy nước sơn zin có cái vỏ là hơi lỏ thôi, nếu mà mình để chân á thì kệ cha nó, để đẩy đi rồi để đi để tới trong cái chỗ mình chân thôi, mình không có chạy thì không sao, dễ thắng là như mới luôn, không có một cái vết mòn. Mâm zin ở trong nó màu nhám, ở ngoài màu bóng. Nói chung xe này rất là đẹp, dàn điện đồ mọi thứ bên trong như mới. Cái những cái clip trước mình có quay cho anh em xem, cái cụm bướm bét rồi mọi thứ còn bảy màu hết. Cầm này là còn zin hết à, anh em nhìn ốc tán còn như mới à. Chính xác của nó là bao nhiêu ngàn mình cho anh em xem ha. Trời ơi, có 1.800 cây chứ không phải 6.000 cây anh em. 1.800 cây. Xe này 1.800 cây số, không phải là 6.000 cây anh em. 1.800 cây, rất là mới. Máy, ê, máy như máy mới mà. Mọi đồ nó như đồ mới vậy. Anh em nhìn từ cọng dây ga đồ, anh em cọng dây ga không? Đồ nó quá mới, không có gì để nói luôn anh em. Mình tưởng là 6.000 cây, thật sự nó có 1.800 cây. Và mình cam kết xe này không có tua đồng hồ. Mình nói không, giờ thậm chí thật sự 1.000+ cây đến 6.000 cây nó vẫn chỉ là cái dạng ở Rodai thôi, không có gì mà để mà mình nhất thiết là mình phải đi làm những cái chuyện vớ vẩn như vậy, không phải ha. Nó làm sao nó vậy đó, thì nó sẽ có những cái biểu hiện của nó là 1.000+ cây. Thì anh em coi cái dĩa thắng rồi nó không có mòn. Cái dấu bố nó cạ vô trong cái dĩa có, nhưng mà anh em rờ bên ngoài nó là một cái mặt phẳng bằng trang. Nó có dấu thôi chứ nó không có mòn ha. Còn mình nghĩ nó phải tầm 6.000 đó, nhưng mà thật sự nó quá mới. Có 1.800 cây à, nó mới hơn cái mình nghĩ. Thì theo mình nhìn đồ á, thì mình thấy cặp vỏ này á, thay vô á là vô đỡ, còn cặp vỏ trước của nó bị nứt hết rồi. Bị nứt hông á, nó cũ quá rồi nên người ta thay cặp này vô đỡ. Chứ không phải cặp này là người ta để chạy, tại em thật sự mình để chân á, mình không có chạy tới con này. Dàn áo này carbon đổ á, chứ không phải có nghĩa là đổ freezer của một người ta đổ ra, chứ không phải là nguyên mua full một cái set up lên. Nhưng mà đổ đẹp lắm anh em, đổ đẹp và nhẹ mỏng lắm, chứ không phải như cái kiểu mà đổ mà tào lao đâu. Anh em nhìn nó rất là mỏng, rất là xịn luôn, nó mỏng lét à, nó nhẹ chứ không phải đổ mà nặng trịch đồ đâu, để lên cái màu carbon đâu, không phải. Chỗ này đổ rất là ok á, đồ rất là mỏng, ráp vô thì nó cũng khít lắm, ok lắm. À, còn cái xe này á, ai mà mua để chân á thì hả, mình bảo hành cho luôn á, nghĩa là đâu có chạy sao hư. Thì lâu lâu khoảng 1-2 tuần nổ máy 1 lần vậy thôi, để cho nó hoạt động, cái máy nó bôi trơn. Thì mình sẽ ưu tiên là khách hàng ở trong phạm vi 400 km, mình sẽ ưu tiên 1 lần thay nhớt. Có nghĩa là anh em khi sử dụng khoảng nửa năm và anh em chỉ nổ máy tại chỗ không chạy thì anh em cũng nên thay nhớt. Thì mình sẽ xuống tận nơi thay nhớt cho khách hàng, mình không có lấy tiền à, thay tận nơi và không lấy tiền 1 lần duy nhất đó. Và anh em nhớ mua con xe này được thêm một cái thùng đồ zin nữa, nhưng mà mình thấy để chân gì rất là đẹp. Anh em nhìn nó, cái kiểu của nó cổ điển,
nó hay lắm, nó đẹp lắm. Chứ mình thích là build lên một cái xe gì đó, nó cùng một cái đời, nó cùng một cái form đó, tạo lên những cái đường nét, một cái điểm nhấn của nó mà vẫn là cái form đó, chứ không phải lên dàn áo của đời cao rồi không hay. Mình không thích vậy. Những cái mà cái form đó, cái kiểu dáng đời đó nó rất là hay. Phục zin của nó nhà mình còn luôn đó. Thì anh em nào mua về chân thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại 0963111129. Và anh em nên nhớ đây là cái mô hình, mình bán cho anh em kiểu mô hình để trưng bày, chứ không bán cho anh em để anh em vận hành lưu thông trên đường đó. Anh em phải nhớ một điều rất là rõ nha, mình muốn một con xe trưng bày mình mới dọn lên một con xe để này để trưng bày, chứ không để lưu thông. Anh em phải nên nhớ, cho nên mình nói rất rõ ràng đây là một cái mô hình một Odo có 1800 cây, vận hành rất là ngon lành, nổ máy rất là êm, chỉ để trưng bày đó. Mình tặng cho luôn một cái trống M-Baker. Ví dụ như nhà mình mà có con nhỏ hay là ai mà yêu mê, đam mê mô tô á, mà đừng có cho nó chạy á, ok mình chỉ cho anh em, không có cho nó chạy nhưng mà cho nó phải thỏa cái đam mê. Hoặc là mình, nhiều người người ta bận cái công việc quá, giống như mình ít chạy xe nữa, nhưng mà đam mê trong người lúc nào cũng có, thì mình phải làm giống như vậy nè. Về nhà dựng cái trống lên giày, đúng không, lóc cái bánh nó lại, ok là leo lên đây đó, leo lên xe giày đó, đi một vòng nhìn cái xe trước, cái xong rồi leo lên xe ngồi, bật cái chìa khóa lên, mình nhìn vô đồng hồ đó, đề nó máy nổ cái ịnh cái. Ủa, cái này phải bóp côn hả ta? À quên, sorry, chưa bật công tắc. Kỹ có con su mới bóp côn thôi. Đó, nhấn vô nút đề nè. Đó, nhấn vô cái nó nổ rồi. Cái xong mình giả lập là mình đang chạy á, hôm xuống. Đó, vậy cũng vui rồi. Ha. Có một cái mô hình mà mình ngồi lên được, mình dặn chạy được đó. Giá của nó so với tiền đồ thì nó rất là xứng đáng. Tiền đồ, cái giá tiền mà mình bán cho một cái mô hình này, anh em không bao giờ ráp lên được một cái con xe mô hình như được như vậy đó. Có 1000+ cây, rất là ok. Mình bán đây là một cái mô hình để trưng bày với giá là 128 triệu. Ai mua mình sẽ chở tới nhà, mình sắp xếp ngay cái chỗ mà anh em cần, để mà anh em có đam mê mà không có nhu cầu mà để chạy được ở ngoài, anh em trưng ở phòng khách theo vấn đề đó rất là đẹp. Thật sự ai mà chơi xe nhìn thấy một con xe như vậy người ta rất là thích. Lý do là cái form này đời này kiếm cái con đẹp như vậy không có, và được lên full cái bản ray như vậy ha, cảm giác nó đã lắm anh em, nó đẹp lắm. Anh em nhìn trên xe thấy nó đẹp không? Full carbon đó. Mà máy nó êm quá, nó quá mới, những cái đồ nó rất là mới. Thì cái gì cũng vậy, một cái con xe nó làm theo ý của một người thì chắc chắn nó không bao giờ hài lòng hết 100% với người khác. Nếu mà ai cảm thấy thích nó khoảng 80-90%, nó về còn thêm gì một chút, thêm kia một chút thì anh em mua. Mà cái giá này thật sự là cặp phục không bao nhiêu tiền à. Cặp phục Olin này á, của Red V4 này cũng tầm phải 20-30 triệu. Cặp heo thắng nhiêu rồi cũng tầm phải 7-8 triệu à. Cái heo thắng sao nhiêu rồi cũng phải tầm 4-5 triệu. Là bán, mình đang nói cái giá đang bán là giá cũ đó à. Rồi vàng ốc titan nhiêu rồi, full vàng áo carbon bao nhiêu rồi à. Anh em thấy từng chút một chút rất là nhiều. Mình bán đi đồ món mình nó cũng không bao giờ lỗ mà. Nhưng mà nó lên được một cái như vậy nó rất là đẹp, cho nên là mình nghĩ anh em để trưng bày nó rất là đẹp ha. Mua một cái mô hình nó như vậy là quá tuyệt vời rồi. Mình thích mình có thể lên ga mình nẹt đó. Cái đường bô này là đường bô với bô này là thật sự là hơn 30 triệu á, nói tầm 30 triệu là khiêm tốn á. Đó, nói cho anh em biết.
đường bô này làm lại tại Việt Nam ha. Chung một chỗ làm với con giấy tích 6 hôm bữa của mình, giấy tích 6R đó. Cái đường bô, bộ cổ bô không á, là bộ cổ không tới đó, chưa có clip on đó là đã khoảng 18 triệu đó. Còn từ clip on trở ra với cây bô nữa, làm hai chiếc mới được giá như vậy. Anh em thấy thì đó, có con sao quay vậy thôi. Ai thích thì liên hệ với mình ha. Mình xin nhắc lại số điện thoại là 0963 111129. Và mình xin nhắc với anh em một lần nữa, mình bán là dạng mô hình để trưng bày. Mình nhắc đi nữa lại 3 lần, đừng có mang lưu thông rồi có gì hả, bị công an giữ hay vấn đề gì đó, cảnh sát giao thông giữ rồi nói mình không có chấp nhận nha. Mình bán là cái mô hình để trưng bày, nói rất rõ rồi nha. Hả? Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Thì thật sự chiếc này không định bán để trưng thôi, nhưng mà kẹt tiền bán luôn, chứ không phải là mục đích là để bán đâu. Anh em mới thông cảm vấn đề này. Còn hồi nào bây giờ mình bán xe là giấy tờ đàng hoàng sang tên hết, có con này là dạng mô hình thôi, anh em mới thông cảm. Ai thích thì alo cho mình chở tận nhà. Cảm ơn mọi người.